người có khả năng, công năng đặc biệt hay có thần thông, như vị thầy xem bói bằng chân gà, đoán được tương lai của người khác. Nhìn theo góc độ tâm linh, họ có tần số khác người bình thường, hay gọi là người có căn. Ví như người đầu bếp giỏi có khứu giác đặc biệt, người có khiếu kinh doanh nhìn đâu cũng thấy cơ hội. Căn tánh đặc biệt này do đâu? Do nghiệp. Chào các bạn trở lại. Cuộc đời có phải là những sự sắp đặt? Sắp đặt cho ta gặp người ân và kẻ oán. Có những người thấy được tương lai, có người thấy được người cõi khác, có người thấy được tiền kiếp. Tất cả việc này kinh Phật đều có thể diễn giải. Gần đây một vị gia chủ ở miền Tây trên đường về Sài Gòn cùng Khải Toàn về miền Tây xây cất gian nhà thờ tổ, đã chia sẻ một câu chuyện ly kỳ. Câu chuyện về người thầy bói đã làm thay đổi cuộc đời của anh chị rất nhiều. Những năm gần 40 tuổi, gia cảnh vẫn khó khăn, một hôm có hai người bạn rủ đi coi bói. Luật lệ của thầy bói là phải làm gà, mang đến một cái chân gà. Nhìn chân gà sẽ phán. Với nhiều người, đây là một sự kỳ lạ bất thường. Bản thân em nghe cũng có phần thấy kỳ lạ. Hai người bạn vào xem trước nhưng bị đuổi về không xem được. Đến lượt anh H vào, thầy cầm chân gà và nói lớn tiếng: "Mày làm chân gà chửi bới như vậy, thần nào mà chứng, về làm lại cái khác." Anh H vô cùng ngạc nhiên xen lẫn hoang mang, vì lúc sáng do dậy trễ không kịp giờ, vừa làm gà vừa la lối người nhà. Giờ nghe thầy nói như vậy thì giật cả mình. Anh H về làm lại con gà khác, chiều mang lại một chân gà cho thầy coi. Sau vài phút, thầy bảo: "Hai vợ chồng con sắp có đứa con đầu lòng, cuộc sống sẽ thay đổi rất nhiều, nhất là chuyện làm ăn buôn bán." Trong một năm sau đó, anh chị có đứa con gái đầu lòng, công việc buôn bán rất đắt, đắt như tôm tươi. Trong thời gian ấy, vẫn qua lại với vị thầy. Vị thầy tuy có khả năng coi bói bằng chân gà, nhưng nghề chính của thầy là hớt tóc. Cuộc sống cơ hàn, tiền bạc ngày có ngày không, ai đủ duyên thầy mới xem được, dự báo được tương lai cho họ. Một thời gian sau, vì trân quý, vị thầy nhận anh chị làm con nuôi. Vào một ngày nọ, thầy bắt mạch cho chị và nói: "Hai đứa sắp có một đứa con mà là con gái." Cả hai đều ngạc nhiên vì chưa biết mình có thai. Anh chị nói với thầy mong muốn rằng có con trai. Thầy mắng anh chị: "Một đứa con gái này bằng trăm thằng con trai." Không những thế, hai đứa sắp có nhà cửa to. Người con thứ hai ra đời cùng thời điểm anh chị mua được một căn nhà mặt tiền to do vay mượn. Những lần tiếp theo, thầy bảo khi nào mua nhà đất ở đâu, anh chị đều làm theo, và cứ như thế, tài sản thăng tiến không ngừng. Từ bàn tay trắng, nay có nhiều nhà cửa, đất đai, điện trạch, công việc làm ăn buôn bán vẫn phát triển. Con cái ngoan và học hành nên người. Anh chị cung dưỡng báo hiếu với thầy như một người cha. Thầy thường xuyên đến tìm anh chị. Một lần nọ, một cô gái học lớp 11 đến mua hàng. Thầy nói: "Đưa tay ra ông coi cho." Coi xong thầy bảo: "Con sẽ lấy chồng sớm và đi xa lắm." Cô gái trẻ bảo: "Con chưa học xong cấp 3 ông ơi." Gần 6 tháng sau, cô gái quay lại tìm anh chị hỏi tìm ông già, tìm ông cụ hồi trước. Nói rằng vài tháng trước, qua mai mối người quen, có người nước ngoài đồng ý cưới xin, nay đang làm thủ tục định cư nước ngoài. Khải Toàn tóm tắt lại: một vị thầy coi bói bằng chân gà, coi chỉ tay, có thể nói trúng tương lai, từ việc có con, có nhà, chỗ ở làm ăn như thế nào hay chuyện cưới gả. Thầy chỉ xem được cho những người nhất định. Cuộc sống và cuộc đời của thầy cơ hàn, thiếu thốn vật chất lẫn tình cảm. Thói quen ăn uống của thầy có hại cho sức khỏe.
thầy đã giúp cho anh chị H chỉ điểm chỉ dạy đường đi nước bước, chỉ từng bước trong làm ăn, giúp anh chị có được tài sản đáng mơ ước của vạn người. Vậy, theo các bạn, anh chị có phước sẵn hay người thầy đó chỉ lối? Và người thầy này có căn tánh gì mà có khả năng đặc biệt như thế? Các bạn nên biết, mọi việc trên thế gian này đều từ nhân thành quả, rồi lại thành nhân, không sự vật nào không có nhân mà lại có quả. Nhân quả là một chân lý, là một lẽ thật. Một sự việc hợp thành là do duyên, đủ duyên sẽ thành, đủ duyên việc sẽ tan. Khải Toàn xem mệnh cho anh chị, vốn là người có tiền của, đó chính là nhân trong mệnh có tiền tài điền trạch. Tuy nhiên không phải mệnh có tiền sẽ dễ dàng có tiền. Anh chị là người thiện lương, tiếp xúc với ai cũng dễ mến, biết trân quý người giúp mình, không than trời trách người trước nghịch cảnh. Điều đó cho thấy anh chị hiểu đạo và ứng dụng đạo làm người. Đời này anh chị gặp được vị thầy bói, vị thầy thương tình chỉ lối làm ăn. Anh chị làm theo và trân quý người thầy. Thậm chí anh chị thực hiện ước nguyện cuối đời của vị thầy là đưa thầy từ miền Tây về quê hương ở miền Trung. Người thầy đời này gặp anh chị để báo ân. Phật dạy người với người không ngoài bốn duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Trong cuộc đời chúng ta cũng như thế, người giúp ta là báo ân, người làm ta đau khổ là báo oán. Chính vì có nhân mới có quả, không ai thoát khỏi nhân quả. Cuối đời vị thầy mất do bệnh, cái bệnh do chính mình không dưỡng thân. Người có khả năng, công năng đặc biệt hay có thần thông như vị thầy xem bói bằng chân gà, đoán được tương lai của người khác. Nhìn theo góc độ tâm linh, họ có tần số khác người bình thường, hay gọi là người có căn. Ví như người đầu bếp giỏi có khứu giác đặc biệt, người có khiếu kinh doanh nhìn đâu cũng thấy cơ hội. Căn tánh đặc biệt này do đâu? Do nghiệp. Sự là việc làm, nghiệp là kết quả. Việc làm thường xuyên gọi là nghiệp. Ví như tác nghiệp, tốt nghiệp, nghề nghiệp, đồng nghiệp, sự nghiệp. Nghiệp lâu ngày là tích lũy nghiệp. Một vài năm nay bạn làm nghề gì sẽ giỏi việc ấy. Một đời tích tụ nghiệp gì, đời sau trong tàng thức chủng tử ấy sẽ mạnh. Nhóm chủng tử nào mạnh, gặp duyên sẽ chín mùi. Ví như người thích âm nhạc, dù có bất kỳ âm thanh du dương nào, họ đều bị cuốn theo. Nghiệp phân ra hai loại và ba nhánh: nghiệp thiện và nghiệp ác, bất định nghiệp, định nghiệp và tích lũy nghiệp. Đến khi lâm chung là cận tử nghiệp. Vào thời khắc này, nghiệp ác mạnh dẫn ta vào ba đường dữ: ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh. Nghiệp thiện mạnh dẫn ta về ba cõi lành: cõi người, cõi Atula và cõi trời. Nghiệp do chính mỗi người tự làm và tự chịu được gọi là nghiệp báo. Các bạn có thể tìm nghe thêm bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo để hiểu rõ hơn về nghiệp. Tóm lại, phước là có sẵn đời trước do nghiệp. Đời này có thể tăng, có thể giảm thông qua cách sống. Thông qua đạo làm người, biết tu sửa, giảm nghiệp ác và tăng nghiệp thiện. Người mà tin sâu nhân quả sẽ tin vào nghiệp báo. Xa bạn ác, gần bạn thiện, ứng với câu ngày ngày gần yêu ma sẽ thành yêu ma, ngày ngày gần Bồ Tát sẽ thành Bồ Tát. Vì vậy mỗi người, dù có hay không có công năng đặc biệt, đời này làm lành, tránh dữ, biết trân quý người giúp ta, biết trân quý thiện tri thức, nghiệp hết phước sẽ đến. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.